Chào tất cả anh em. Và tiếp theo chúng ta sẽ học một bài mới nữa. Đó là bài xác định vị trí của nốt trên cầu nhạc với bàn phím của đàn organ hoặc là đàn piano. Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về đàn có 72 bàn phím. Và bài học vừa rồi thì chúng ta đã học về cách đọc tên nốt nhạc và khóa nhạc này thì cũng có khóa pha và khóa son, thì mình cũng đã giải thích và giải hết các nốt nhạc trên khung nhạc. Thì còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học bài đó là xác định được cái vị trí của nốt nhạc trên khung nhạc với bàn phím. Mình ví dụ như là nốt đô cái trong khung nhạc đấy, thì trong bàn phím thì mình phải có cái bàn phím nào, hoặc là ví dụ như trong ví dụ như trong đàn organ 72 bàn phím thì nó gồm có 5 cặp, tức là tương đương với nốt đồ 1, đồ 2, đồ 3, đồ 4 và đồ 5. Và để biết rõ hơn thì sau đây mình sẽ quay clip cho các bạn coi, và bên cạnh đó mình sẽ diễn giải và thị phạm cho các bạn nhé. Đây là organ mình thường dùng, đó là hàng Roland E7. Thì trên màn hình thì chúng ta thấy thì có nó cũng có 5 cặp tương đương với 72 bàn phím. Tại sao mình lại nói 5 cặp? Thứ nhất, tức là nốt nó gồm có đồ, rê, mi, pha, son, lá, si. Đây là 7 nốt của nốt nhạc. Đấy, tương đương với các nốt bàn phím đen này. Đấy, một cặp này. Đây là một cặp này. Hai. Hai cặp này. Rồi bắt đầu từ hai bàn phím đen này. Chúng ta đếm này. Và phím dưới phím đen này là hai ba phím trắng. Đấy. Ba cặp này. Ba cặp. Bốn cặp này. Và 5 cặp. Và như vậy thì chúng ta thấy trong 5 cặp thì tương đương với theo con số, tức là số đếm của mỗi nốt. Ví dụ như ở đây thì bắt đầu là từ nốt đô, thì chúng ta gọi đây là cặp thứ nhất này, nốt đô này là đô 1 này. Cặp thứ hai là đô 2 và cặp thứ ba là đô 3. Và cặp thứ tư là bắt đầu từ nốt đô là đô 4 này. Và cặp thứ năm là đô 5. Và trong mỗi cặp thì nó gồm một cặp thì nó gồm đủ 7 nốt, là đồ, rê, mi, pha, son, lá, si. Tương đương theo như mình đọc cặp 1. Ví dụ như trong cái cặp này thì được gọi là cặp 1, thì tương đương ví dụ như đô là đô 1, rê là rê 2, đô là đô 1 này, rê là rê 1, mi là mi 1 này, đấy, pha là pha 1, và son là son 1, la là la 1, si là si 1. Rồi hết đến cặp thứ hai thì chúng ta phải gọi tên bắt đầu từ nốt đô. Đấy, đô, nếu đã cặp thứ hai thì chúng ta phải gọi là tên nốt đô đầu tiên, tức là đô 2, rê 2, mi 2, fa 2, son 2, la 2, si 2, là hết cặp thứ hai. Và sang cặp thứ ba là bắt đầu từ, chúng ta phải đọc tên bắt đầu từ nốt nốt đô, tức là đô 3 này, rê 3 này, mi 3 này, fa 3 này, son 3, la 3, si 3. Và khi mà xong cái cặp thứ ba thì bắt đầu chúng ta chuyển sang cặp thứ tư, thì cũng tương đương như vậy. Thì bắt đầu từ chúng ta sẽ đọc tên của nốt, bắt đầu từ nốt đô, tức là đô đô 4 này. Đấy, chuyển sang từ đô 3 xong rồi, sang là đô 4. Cặp thứ 4 tức là bắt đầu chúng ta đọc đô 4 này, rê 4 này, mi 4 này, fa 4 này, son 4 này, la 4 này, si 4 này. Xong cặp thứ tư, chúng ta sang cặp thứ năm là bắt đầu
chúng ta phải đọc từ nốt đô trước. Đô 5 này, rê 5 này, mi 5 này, và pha 5, so 5, la 5, rê 5. Và sau khi chúng ta đã hiểu cái cặp và ý nghĩa của cái bàn phím này, tất nhiên cái bàn phím này nó sẽ liên quan đến các nốt nhạc trên khuôn nhạc. Và sau đây mình sẽ chiếu quay trên bảng của mình vẽ trên khuôn nhạc, và từ đó mình sẽ giải thích cho các bạn. Rồi mình nhắc lại nhé. Đây, bắt đầu là bàn phím cặp thứ nhất này. Này nó gồm có 7 nốt này, do re mi fa son la si. Đấy, chúng ta gọi cái chỗ này là từ nốt đô cho đến si gọi là một. Và cặp thứ hai từ nốt đô cho đến si gọi là nốt nốt hai. Đấy, nốt hai này là nốt 3, nốt 4 và nốt 5, hay còn gọi là các bàn phím, tức là bàn phím 1, bàn phím 2, bàn phím 3, bàn phím 4, bàn phím 5. Hoặc là chúng ta có thể đọc như tên nốt nhạc, ví dụ đô là đô 1 thì gọi là đô 1, sang đô 2, đô 2, đô 3, đô 3, đô 4. Vừa rồi thì chúng ta đã học cách để mà xác định để biết được cái đàn 72 bàn phím. Ví dụ như nằm nốt đô thứ nhất thì nó nằm ở đâu, đô thứ hai nó nằm ở đâu. Tương đương với cái cặp 1, cặp 2, cặp 3 là tương đương với 7 nốt, tức là một đô re mi fa son la si. Ví dụ như cặp thứ nhất đô re mi fa si la si thì từ nốt đô cho đến nốt si thì chúng ta cũng gọi là cặp thứ nhất, ví dụ như đô 1, re 1, mi 1 và một vân vân. Thì và trong bảng mình vẽ trong khuôn nhạc này thì chúng ta học là vị trí của nốt nhạc trên khuôn nhạc với bàn phím. Đấy. Tại sao lại mình phải giải cái bài toán này? Bởi vì khi mà chúng ta tập đàn thì đầu tiên chúng ta phải nhìn nốt thì biết để biết được cái nốt đấy. Ví dụ như nốt đô ở vị trí trên khuôn nhạc thì trong bàn phím thì nó sẽ nằm ở đâu? Ở bàn phím cặp thứ mấy đấy. Thì hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn. Thứ nhất là về khóa nhạc là chúng ta phải học khóa son đầu tiên. Và thứ nhất thì chúng ta thấy đầu tiên là nốt đô này. Đấy, nốt đô. Thì mình xin giải thích luôn. Bắt đầu từ nốt đô này thì chúng ta sẽ, nếu mà đánh trên bàn phím organ thì chúng ta sẽ đánh bắt đầu từ cặp thứ ba, tức là nốt đô 3. Đây, cặp thứ ba này. Đấy. Bắt đầu từ đô, rê, mi, fa, son, la, si. Đấy. Người ta gọi cái này là cặp phím cặp phím phím 3, cặp phím thứ 3 này. Đấy. Cặp phím thứ ba, tức là trong bàn phím organ thì bắt đầu cặp thứ ba, tức là đô 3, rê 3, mi 3, fa 3, son 3, la 3, si 3. Ý mình muốn nói là khi mà chúng ta đánh đàn diễn một cái tiết tấu nào đấy, đấy, nếu mà chúng ta gặp nốt đô ở vị trí này thì chúng ta phải phải áp dụng từ vật đô này, rê này, mi này, fa này, son này, la si. La si thì trong bàn phím đàn organ thì chúng ta phải gõ ở cặp phím thứ ba, tương đương với nốt đô 3, rê 3, mi 3, fa 3, son 3, la 3, si 3. Đấy, nếu gặp các nốt nhạc trong khuôn nhạc mà gặp ở cái vị trí này thì chúng ta trong bàn phím organ thì chúng ta phải gõ ở cặp phím thứ ba. Và tiếp theo từ nốt đô cao này, nốt đô ở bắt đầu từ nốt đô hàng khe khe thứ ba này, đây này, khe thứ ba này, một đô này, rê mi fa son la, son đô rê mi fa son la si. Đấy, cái cặp này là
trong bàn phím organ. Chúng ta phải gõ ở cặp phím thứ tư. Đấy, cặp phím thứ tư. Và tương đương với nốt đô. Nốt đô. À, không phải. Bắt đầu từ nốt đô này trở đi. Đấy, trở lên. Bắt đầu từ nốt đô này. Trở đi nốt đô, re, mi, fa, sol, la, si. Trở đi là sẽ là bàn cặp phím số 5. Đấy, cặp phím. Phím 5. Đây là một cặp phím 5 nha. Đấy, đô. Nốt đô này này. Bắt đầu từ nốt đô này này. Là cặp phím 5. Này. Thì trong bài này thì mình giải đối với đàn 72 bàn phím. Đấy, 72 bàn phím. Đấy, cho phép mình nhắc lại nhé. Đấy. Đây này cái đàn này. Đấy, cái đàn. Cái đàn. Cái đàn của mình thì nó gồm có 72 bàn phím, và để chúng ta xác định được cái cặp thứ nhất nó nằm ở đâu thì đây chúng ta phải quan sát hai bàn phím đen ở trên này với bàn phím ba bàn phím đen ở trên này. Đấy, chúng ta gọi nó là một cặp này. Đấy, một cặp phím này tương đương với nốt thứ nhất này, gọi nốt nốt thứ nhất. Đấy, một một cặp này, hai cặp này, ba cặp này, bốn cặp này và năm cặp. Và như vậy thì cặp thứ nhất chúng ta gọi từ nốt đô đến si là một, tức là đô một. À, nếu mà si là si một, rồi sang cặp thứ hai, nếu đô là đô đô hai, và nếu si là si hai. Đấy, sang cặp thứ ba thì chúng ta gọi là đô ba, nếu si là si ba, và cũng tương tự các nốt còn lại cũng vậy. Đấy, và đến cặp thứ tư thì đô hoặc là rê mi pha thì chúng ta đều gọi nó là đô một, à, đô bốn, đô rê 4 này, mi 4 và 4, vân vân. Rồi sang cặp thứ 5 thì bắt đầu từ nốt đô, chúng ta gọi tên nó là đô 5, rê 5, mi 5 và 5, vân vân. Và như vậy thì chúng ta đã xác định được cái cặp của đàn organ. Thì bên cạnh đây thì mình xin chiếu vào cái khuôn nhạc. Thì như vậy thì theo mình ghi ở trên bảng thì bắt đầu từ cái vị trí nốt này. Đấy, nốt đô nằm ở ở khe thứ nhất này, khe thứ nhất là khe dưới này. Khe thứ nhất thì bắt đầu là đếm từ đây, đô là re mi fa son la si, và những cái nốt này là nó nằm ở trên bàn phím organ là cái cặp phím thứ ba. Đấy, rồi xong rồi tới bắt đầu từ nốt đô khe thứ ba này, đô re mi fa son la si là những cặp nốt ở đây. Nếu mà chúng ta gõ trên bàn phím đàn organ thì nó nằm ở cặp phím thứ tư. Đấy, và cũng tương tự cái nốt đô cuối cùng là đô cặp thứ bàn phím thứ năm, và các nốt còn lại cũng tương tự. Và tiếp theo chúng ta sẽ học về khóa pha, và xin phép mình nhắc lại khóa pha là cái giọng nó giọng trầm. Đấy, giọng trầm. Và bắt đầu cũng từ nốt đô. Đấy, bắt đầu từ nốt đô. Và từ nốt đô này, nốt đô này, nốt đô này, từ đô này này cho đến si nhá, nốt đô này cho đến si này, đến si này. Đấy, đô re mi fa son la si. Và nốt đô này nó nằm ở, đối với khóa pha nó nằm ở khe thứ hai nhé, bắt đầu khe thứ hai này, rồi re mi fa son la si. Đấy, đối với khuôn nhạc trên trên khóa nhạc, trên khóa khóa pha thì mấy cái cặp nốt này là nó nằm ở bàn phím phím số 2 nhá. Đấy, cặp phím 2 này, cặp phím 2, phím 2. Đấy, và tiến tới ở đây, tiến tới là nốt đô này này, đô re mi fa son vân vân. Nó bắt đầu là cặp phím phím cặp phím 3 nha, cặp phím 3, cặp phím 3. Và trở lại từ si, từ si si này tới lui này, từ nốt si này
Trở lại, trở lại. Mình ghi thêm nhé, mình ghi thêm. Rê rồi đô, đô đây là bàn phím 1 này, cặp phím 1 này, đây cặp phím 1, cặp phím 1 đấy, cặp phím 1. Và như vậy thì sau khi chúng ta đã giải xong thì chúng ta thấy đối với khóa son thì cái cặp phím từ nốt đô thì chúng ta thấy cái cao độ của nốt nhạc nó bình thường và từ bình thường cho đến cao đấy. Còn đối với khóa pha tức là từ cái giọng trầm đấy, từ cái nốt trầm cho đến nốt bình thường đấy, bình thường đấy. Và xin phép bài học của chúng ta xin dừng lại tại đây. Và có gì mà các bạn không hiểu thì xin các bạn comment ở dưới và viết những cái bình luận gì đó để mình có thể chỉnh sửa lại và bổ sung thêm.